Xibo 2 lớp 1 đầu 47 thái qua chính ngạch, dọn full mới sạch đẹp bằng đồ zin từ trong ra ngoài, máy rất là cộc, đồ zin theo xe 100% các bạn. Biển số khá đẹp, cù lũ 2 38 22288. Dọn lại full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài. Nói chung là mình thấy nó cũng biển số nó rất là đẹp á, nên mình cũng dọn rất là tâm huyết. Dọn lại bằng đồ zin từ trong ra ngoài. Nói chung là đồ zin theo xe thì mình dọn tất cả đều là đồ zin. Ví dụ như lồng lỗ nè, con này lồng lỗ thì khoảng có 2. Biển số thì cù lũ lên rất là đẹp, 38. Cặp 88 đuôi, 3 cây 2 đầu, 22288. Nói chung là biển số khá là đẹp. Còn chi tiết đồ trên xe thì mình dọn nói chung là khá là tâm huyết. Còn riêng 2 lá 1 thì nó sẽ đi cable nhám nha các bạn. Với đúng thì là cái yên nhám, nhưng mà cái xe này mình dọn áo tím nên mình có đi cái yên bóng cho đẹp. Yên bóng 99 nha các bạn. Yên gin, cầm gin chữ nổi, còn đồng hồ ba kim gin rất là đẹp. Nói chung là xe này là mình dọn đồ mình tiễn không á các bạn. Tiễn đồ cho đẹp á. Tại vì biển số xe đẹp quá thì mình dọn mình cũng cố gắng mình tiễn đồ cho nó phê chút. Anh em chơi vừa ý một chút. Mấy cái heo green mà đẹp tới cỡ này thì giờ hiếm lắm các bạn. Mình thì mình gặp đồ green đẹp đẹp mình hay đi dành. Nào gặp xe cọc cọc đúng bài là mới thả vô. Còn vô 2 lá 1 thì nó sẽ là nhám. Nhám nhưng mà thật ra trên thực tế là các bạn xài mình bảo dưỡng mình lau nhớt rồi, từ từ nó cũng sẽ giống như nó lên mờ mờ bóng bóng nha, cũng rất là đẹp. Còn chi tiết máy móc đó thì mình dọn lại sạch đẹp, làm máy từ trong ra ngoài. Bộ áo này là bộ áo gym mình sơn lại nha các bạn. Áo này thì màu tím này thì nói chung là chỉ có bên mình mới có thôi. Tại vì mình sơn cái chất lượng nước sơn đó các bạn rất là cao.
ví dụ như các bạn đi sơn một bộ áo xì bo bên ngoài nó khoảng 3 triệu ngoài, nhưng mà cái chi phí mình sơn một bộ gì khoảng 6 triệu các bạn. Nói chung là xe biển số đẹp, hải quan chính ngạch mà biển số đẹp và đời cao nữa thì mình cũng không có tiếc tiền để mình dọn nó đâu. Còn đối với những anh em mà chơi mà cái đầu rau cao thì nhìn những chiếc xe như thế này nè, rất là phê. Nói chung là phong cách mình dọn full mới sạch đẹp mà bằng đồ zin, nhìn nó cái xe nó rất là tê các bạn. Rồi các bạn có thấy hộp nhãn thì liên hệ với mình nha. Bên mình thì luôn luôn có bao mà bao thay màu áo bánh căm bánh mâm anh em thích nha. Ví dụ như anh em thích con này mà thích màu đỏ hay là màu xanh gì thì cứ nói bên hàng cho thay cho các bạn, tại vì cơ bản xe này là 100% đồ zin nên các bạn muốn thay bất cứ món gì đều được hết. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip.